Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách hẹn giờ về cái thời gian chính xác và cài đặt giờ nấu cho máy sữa hạt. Thì đầu tiên muốn hẹn về cái giờ chính xác thì mình sẽ bấm giữ đồng thời nốt menu và start. Bên menu và cái phím này là hai phím để điều chỉnh giờ lên hoặc xuống. Hiện tại bây giờ là 16 giờ 48 phút thì mình sẽ bấm đến 18 giờ. Ví dụ 19 thì mình muốn quay lại thì sẽ bấm thế này đấy. Còn bên này là sẽ bấm hẹn giờ phút 48 18 phút. Sau đấy thì bấm giữ nốt này để cho nó lưu lại thời gian là được. Đã về giờ chính xác. Và sau khi mình muốn hẹn giờ nấu cho máy, ví dụ như mình sẽ chọn chế độ thích drink là nấu sữa hạt. Sau khi chọn dung tích nước và cho hạt vào trong cối này. Cho hạt vào. Mình muốn hẹn giờ đến 7 giờ sáng ngày mai mới nấu thì mình sẽ bấm sang nốt time này và điều chỉnh giờ. Bảy giờ 30 sáng ngày mai thì mình sẽ bấm điều chỉnh đến 7 giờ 30, sau đấy bấm start là được, là 7 giờ 30 sáng ngày mai bạn sẽ có sữa hạt để uống.